Chào mừng quý vị đang quay trở lại với kênh tức của chúng tôi. Tôi tưởng còn Việt Nam chịu tại tốt, cứ ngỡ đây là câu nói vô tình nhưng lại khiến cho dân tình phải phẫn nộ. Ai có ngờ đâu tên tài xế sau đây lại có thể chở hàng hóa 23 tấn đi ngang cây cầu chỉ 3,5 tấn. Đi đôi cái cách sập cầu đã khiến hắn ta phải nhận bản án nặng nề. Vậy chi tiết câu chuyện là như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Ngày 20 tháng 12, Thượng tá Trần Thanh Tùng, trưởng Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án và cho phép tại ngoại đối với ông Nguyễn Văn Thuận, 42 tuổi, ngụ xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, là tài xế xe tải chở lúa làm sập cầu Thiên Hộ. 22 giờ 15 phút ngày 29 tháng 11, tài xế Thuận chạy xe tải chở khoảng 15 tấn lúa đi từ hướng xã Hậu Bắc Mỹ B đến Hậu Bắc Mỹ A. Khi đến nhịp giữa của cầu dân sinh Thiên Hộ, xã Hậu Bắc Mỹ A, huyện Cái Bè, Tiền Giang, do xe chở lúa quá nặng nên đã làm sập nhịp giữa của cầu. Toàn bộ nhịp giữa cầu Thiên Hộ đổ sập hoàn toàn xuống kênh, chiếc xe tải chở lúa cũng bị rơi xuống kênh Nguyễn Văn Tiếp, gây ách tắc giao thông đường thủy. Cầu Thiên Hộ là cầu dân sinh bắc qua kênh Nguyễn Văn Tiếp, chỉ cho phép các loại xe nhỏ chạy qua. Cách cầu này khoảng 2 km có cầu Thiên Hộ mới nên vụ sập cầu không gây ách tắc giao thông đường bộ. Làm việc với cơ quan công an, bước đầu tài xế Thuận khai nhận điều khiển xe tải 8,8 tấn trên xe có chở 15 tấn lúa từ hướng xã Hậu Bắc Mỹ B đi Hậu Bắc Mỹ A thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Khi đến cầu Thiên Hộ, tài xế Thuận phát hiện biển báo cấm, nhưng do phương tiện đã lên cầu nên chạy luôn đến nhịp giữa của cầu thì bị sập. Toàn bộ nhịp giữa cầu dài 33 mét rơi xuống kênh. Tài sản thiệt hại bước đầu khoảng 1,5 tỷ đồng. Hiện cơ quan công an đã tạm giữ tài xế Thuận để phục vụ cho công tác điều tra. Cũng theo công an huyện Cái Bè, qua test nhanh cho thấy tài xế Thuận đều âm tính với ma túy và nồng độ cồn. Chiều 30 tháng 11, ông Huỳnh Văn Khe, Phó Chi cục trưởng Chi cục Đường thủy Nội địa phía Nam cho biết, để đảm bảo an toàn giao thông thủy, kể từ ngày 30 tháng 11, cấm tất cả các phương tiện thủy lưu thông qua khu vực cầu Thiên Hộ trên kênh Tháp 10 số 2 cho đến khi xử lý khắc phục xong sự cố sập cầu. Dự kiến công tác khắc phục sự cố sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 11 đến vài ngày nữa mới xong. Tiếp theo là câu chuyện ám ảnh về những cái chết bất đắc kỳ tử. Chi tiết như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Minh Hà là một trong 4 thôn trên cồn nổi giữa dòng danh. Bí thư chi bộ thôn Nguyễn Trung Thành toát mồ hôi hột khi chúng tôi nhờ ông thống kê những người trong làng qua đời từ đầu năm đến nay. Nhiều quá, nhớ không hết. Có chi chịu mấy chú quay lại nhé. Ông Thành trì hoãn vì ông cứ lẫn lộn từ người này sang người khác. Dạo một vòng quanh ngôi làng nhỏ này mới thấy hết cảnh hiu quạnh, tang tóc và ánh mắt lảng tránh khi hỏi về những cái chết trong làng gần đây. Ông Nguyễn Thái Mãn, trưởng thôn Minh Hà, đầu quấn khăn tang con trai mới chết chưa đầy tháng buồn rầu nói. Không biết rằng mà từ đầu năm đến nay làng chết nhiều quá. Toàn chết trẻ mà chết bất đắc kỳ tử mới sợ chứ. Mới đây nhất là con trai tôi với một đứa cháu cạnh nhà đi chơi, bị tai nạn giao thông. Chết ngay tại chỗ. Chúng mới 20 tuổi. Hôm đưa hai đứa ra nghĩa địa mới thương, làng không đủ người để khiêng cùng lúc, nên phải lần lượt đưa đứa đi trước, chôn xong mới quay về đưa đứa còn lại. Ông Mãn cho biết làng Minh Hà xưa nay nghèo lắm, nếu tính đúng thì phải trên 90% hộ nghèo. Nhưng vì trên ép bình bầu hộ nghèo theo chỉ tiêu cố định nên chính quyền thôn và dân đành cắn răng thống nhất với nhau. Hộ nào có người đau ốm, con cái phải nộp tiền học hành thì được bầu hộ nghèo để họ được hưởng những chế độ ưu đãi của nhà nước. Chú coi, đất đai thì không có để sản xuất, dân lại không có vốn nên không sắm được tàu thuyền đi biển như những làng khác. Người làng chỉ biết bám vào khúc sông quanh làng mà mưu sinh hoặc phiêu bạt đi làm thuê, làm mướn để sống qua ngày. Ông Mãn nói, cầm bản thống kê số người chết trong thôn của ông Nguyễn Trung Thành đưa cho khiến chúng tôi không khỏi giật mình. Từ đầu năm đến nay, làng Minh Hà có 17 người chết, chỉ có 2 trường hợp chết trên 60 tuổi. Số còn lại chủ yếu là từ 20 tuổi đến 50 tuổi. Đa số họ đều chết trong những trường hợp bất ngờ, tai nạn sông biển, giao thông hoặc tự dưng lăn đùng ra chết không kịp đưa đi bệnh viện. Làng chỉ có 70 nóc nhà, nhưng bình quân cứ mỗi tháng làng chết gần 2 người. Đặc biệt có nhà bà Nguyễn Thị Quế, 75 tuổi, 6 tháng đầu năm, chết 7 người thân. Không chỉ người dân mà lãnh đạo thôn như chúng tôi cũng hoang mang lắm. Đây là hiện tượng bất thường. Chứ ngày trước, hỏa hoạn lắm, vài ba năm, thậm chí cả chục năm mới có một người chết. Nhưng nay thì chết liên tục, giờ ai cũng sợ, đêm không dám ra đường. Ông Thành nói,
nhà bà Nguyễn Thị Quế nằm ngay cạnh nhà ông Thành bí thư chi bộ, ngôi nhà cấp 4, cũ nát siêu vẹo, trống hoác. Trong chiếc tủ kính đầy di ảnh của những người đã khuất, gọi mãi không thấy ai thưa, chúng tôi vào nhà, bà Quế nằm trên chiếc giường ọp ẹp quay mặt vào tường. Vợ ông Thành đi tới, vỗ vào người, bà mới choàng dậy hỏi, ai rứa? Bà Quế cho biết vì quá nhiều biến cố đau khổ, giờ tai nặng, mắt mờ nên không biết có khách đến, không biết chữ, đã gần đất xa trời. Những nơi xa nhất mà bà Quế đến đã là lên chợ ở trung tâm xã. Khi hỏi về gia cảnh, bà Quế ngồi lặng người, hai hàng nước mắt lăn dài trên hai gò má nhăn nhèo. Chị Thảo, vợ bí thư Thành nói, trên đời ni, em không còn ai khổ như mẹ Quế chú ạ. Chỉ trong vòng 3 năm, nhà mẹ có đến 9 người chết. Riêng 6 tháng đầu năm nay, con cháu nhà mẹ dồn dập ra đi đến 7 người. Tội lắm chú ơi, nhớ con nhớ cháu, cứ đêm hôm khuya khoắt là mẹ lại khóc rống gọi người thân, nghe mà não ruột lắm. Trong tiếng nấc nghẹn, mẹ Quế kể, tai họa giáng xuống gia đình mẹ cách đây 3 năm khi người con dâu cả Nguyễn Thị Chí, vợ của anh Nguyễn Văn An đột ngột ra đi không rõ lý do, để lại 4 người con. Rạng sáng hôm ấy, như thường lệ, anh An đi đánh cá ven sông, về không thấy chị ra đón. Anh An gọi chị từ ngoài cửa cũng không thấy thưa. Mẹ Quế đang ngủ, lồm cồm dậy đi lại giường con dâu lay gọi, thì chết lặng vì người chị Chi đã cứng đơ, lạnh toát. Con dâu chết chưa hết tan thì đến chồng mẹ Quế là ông Nguyễn Văn Nghệ cũng lặng lẽ ra đi trong đêm đông lạnh giá mà không trăn trối được lời nào với con cháu. Nỗi đau không dừng lại ở đó. Đầu năm nay, hai người em chồng là Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Văn Hiệp, rồi đến anh Nguyễn Văn An, con cả bà Quế, lần lượt chết đột tử, báo hiệu cho một chuỗi tang tóc trong gia đình bà Quế và ngôi làng nhỏ Minh Hà. Bà Quế nghẹn ngào kể, chiều mùng 6 Tết, anh An đi bốc cát thuê về, thấy bà Quế dọn ra chỉ một ít cơm với nước mắm, anh An nhường cho mẹ rồi pha mì tôm ăn. Bỗng dưng anh An nhìn mẹ chằm chằm trong hai hàng nước mắt giàn giụa nói, e con chết thôi mạ ạ, con mà chết thì mạ khổ lắm, biết nương tựa vào ai đây. Nghe con nói vậy, nghĩ về những cái chết dồn dập trong gia đình khiến bà Quế thấy lạnh sống lưng nhưng vẫn cố gạt đi. Chết rằng được mà chết, đừng ăn nói bậy bạ. Đến nửa đêm, anh An gọi mọi người dậy, kêu tức ngực, toàn thân toát mồ hôi. Anh cầm tay người con cả Nguyễn Văn Quang, 23 tuổi nói, cha mẹ chết rồi, con phải thay mặt cha nuôi mẹ, nuôi ba đứa em. Phải cố gắng cho thằng Út đi học, đừng bắt em bỏ học mà tội. Nói xong, anh An rống lên một tiếng, ngã vật ra giường, tắt thở. Đúng 49 ngày của anh An, anh Nguyễn Văn Sự, 49 tuổi, người con thứ của mẹ Quế cũng lăn đùng ra chết mà không kịp đưa đi bệnh viện. Anh Sự đi đêm đó cả đêm ngoài bờ sông, được ít cá mang vào để vợ đi bán chợ sáng. Xin vợ được 2.000 đồng, anh ghé vào quán nhỏ đầu làng mua cốc rượu uống. Khi chưa kịp về đến nhà thì anh ngã lăn ra đường chết. Nhưng số phận nghiệt ngã không dừng lại ở đó. Anh Nguyễn Văn Lý, 45 tuổi, người con út của bà Quế cũng ra đi đột ngột, đúng vào ngày thứ 49 của anh Sự. Tàn tóc bao trùm lên gia đình bà Quế. Vì quá sợ hãi trước những cái chết bất ngờ, hai người con dâu của bà Quế phải bỏ làng chạy về nương tựa nhà ngoại ở xã bên. Chồng con lần lượt ra đi hết, ngôi nhà nhỏ siêu vẹo giờ chỉ còn lại bà Quế và 4 đứa cháu nội là con của anh An nương tựa vào nhau. Những tưởng số phận nghiệt ngã đến thế là cùng, nhưng rồi nỗi đau cứ bám riết lấy bà Quế không tha. Nguyễn Văn Quang, người con trai cả của anh An, trong một chuyến đi biển đánh cá thuê bị chìm tàu, chết mất xác. Mới đây, Nguyễn Văn Tùng, em kế của Quang, đi làm phụ hồ ở xã bên, trên đường về nhà, do đêm tối, gặp tai nạn giao thông, chết khi chưa kịp đưa đi cấp cứu. Chỉ chưa đầy nửa năm, ông trời cướp mất của bà Quế 7 người thân, khiến gia đình trở nên kiệt quệ. Kể từ sau đám tang của anh An, những đám tang còn lại đều do bà con làng xóm góp tiền, lo ma chay cho bà Quế. Giờ chỉ còn lại ba bà cháu trong ngôi nhà trống hoác lạnh lẽo đến rợn người. Nguyễn Văn Bình, mới 19 tuổi đầu, đã trở thành trụ cột gia đình, suốt ngày chui rút trong rừng để kiếm cơm nuôi bà và em út Nguyễn Văn Luận đang học lớp 9. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.